Bất động sản cuối năm có quay lại thảm cảnh năm 2011, năm 2013. Giá giảm từng ngày, người người nợ nần, tin rao bán nhà đất khắp nơi nhưng chẳng ai còn tiền mua. Covid-19 xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, làm cho nhiều ngành nghề khốn đốn. Nếu dịch tiếp tục kéo dài, liệu bất động sản có quay lại tình cảnh thê thảm như cuộc khủng hoảng cách đây 10 năm? Chúng tôi xin giới thiệu góc nhìn về thị trường bất động sản cuối năm của ông Nguyễn Thọ Tuyển, chuyên gia lâu năm trên thị trường bất động sản. Nhớ về những năm 2011, năm 2013, tôi thường gọi đó là thời kỳ đen tối của lĩnh vực bất động sản. Sau khi nền kinh tế của Việt Nam chịu tác động nặng nề của lạm phát trên dưới 20% một năm, thì ngân hàng nhà nước buộc phải thu tiền về bằng cách tăng lãi suất huy động và cho vay. Người có tiền mặt hiếm vô cùng do đã đầu tư vào một kênh nào đó. Nhiều lãnh đạo ngân hàng cũng bị bắt do trả tiền ngoài cho khách gửi tiền. Trong đó lớn nhất là vụ liên quan đến ngân hàng Ocean Bank. Phí đầu ra thì lãi suất lên đến 20% đến 24% một năm. Bạn cứ tưởng tượng một công ty làm ăn tốt cũng chỉ đủ trả lãi ngân hàng. Doanh nghiệp mất thanh khoản, cá nhân kiệt quệ. Tôi có một khoản vay cá nhân 500 triệu thời điểm đó và mỗi tháng phải trả cả gốc lãi cỡ 18,3 triệu. Quả là một con số ám ảnh khi lương 10 triệu đồng một tháng và hoa hồng giám đốc cũng chỉ vài triệu một tháng vì công ty không có mấy doanh thu. Nói về bất động sản thì quả thật chưa bao giờ thị trường đóng băng toàn tập như thế. Năm 2010, tôi có mua 2 căn hộ Golden Palace Mễ Trì với giá 40 triệu một mét vuông. Sau khi không thể có tiền nộp phí thì bán vội với giá 25 triệu một mét vuông. Thị trường chung lúc ấy thì thê thảm, giá giảm từng ngày, người người nợ nần, tin rao bán nhà đất khắp nơi, nhưng nó nhanh chóng trôi vào hư không vì chẳng ai còn tiền mà mua. Giống như kiểu bạn hì hục quăng lưới bắt cá ở một dòng sông không cá. Nhà đầu tư thì mất tâm, sale bán hàng thì chuyển nghề nhiều không kể nổi. Một bức tranh đen tối không hề muốn nhắc lại. Đó là một thảm cảnh của nghề bất động sản. Có rất nhiều nguyên nhân, từ bong bóng trước đó, từ kinh tế vĩ mô, từ cung cầu, vân vân. Nhưng hai từ theo tôi thấy chuẩn nhất, đó chính là lãi suất. Bất động sản và tài chính có mối liên quan chặt chẽ và không thể tách rời. Cái này tốt thì cái kia tốt, và ngược lại. Tôi kể câu chuyện trên để các bạn, những người làm trong bất động sản thấy rằng, hiện nay chúng ta còn đang quá nhiều cơ hội. Covid-19 xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, làm cho nhiều ngành nghề khốn đốn. Chắc chắn trong một tương lai dài, loài người sẽ phải mất nhiều thời gian và tiền bạc để chữa lành vết thương đó. Nhưng với bối cảnh của Việt Nam hiện nay, thị trường bất động sản vẫn sẽ là một kênh đầu tư tốt, bảo toàn vốn lâu dài và an toàn. Tôi có thể gợi ý cho bạn một vài lý do. Thứ nhất, lãi suất ngân hàng vẫn đang ở mức thấp, lạm phát cũng được kiểm soát tốt. Lúc này, cơ thể các doanh nghiệp đang cần hồi sức nên lãi suất trong vài năm tới sẽ khó tăng. Thứ hai, dòng tiền tiếp tục đổ vào các kênh đầu tư tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, thậm chí là tiền ảo. Đây là một dấu hiệu bất thường, nhưng dù sao thì cũng làm cho ngành tài chính hưởng lợi. Bằng chứng là thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm và ngày càng nhiều F0. Và mọi dòng tiền có chạy đi đâu thì cuối cùng cũng chốt lời vào bất động sản. Thứ ba, nguồn cung khan hiếm. Nhiều người cho rằng đây là điều bất lợi, nhưng rõ ràng trong thời điểm này thì nguồn cung hiếm là chốt chặn cho thị trường phát triển. Những sản phẩm có pháp lý minh bạch, có tiến độ tốt, có hạ tầng, có gu vẫn được các nhà đầu tư săn tìm. Bằng chứng là giá đất nền ở trung tâm các tỉnh vẫn đang tăng. Chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giá tăng khoảng 8 đến 15% trong năm qua. Đặc biệt là loại hình second home sở hữu lâu dài được các nhà đầu tư tìm mua rất lớn. Nhàn cư vi bất thiện. Thực ra việc khó khăn trong kinh doanh ở một số ngành thì lại là thuận lợi cho bất động sản. Vì rõ ràng khi lãi suất thấp mà vốn không kinh doanh trong ngành của mình được thì nhiều người muốn đầu tư sang kênh khác có lợi hơn, trong đó có bất động sản. Nguyên lý là khi nào có dòng tiền mới thì giá sẽ tăng. Công nghệ giúp việc kinh doanh bất động sản không quá khó. Bằng chứng là khi Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giãn cách theo chỉ thị 16, việc gặp gỡ khách hàng rất khó khăn, nhưng một số sale vẫn bán được hàng. Họ có thể cung cấp vị trí dự án, tiến độ, các chính sách bán hàng hoàn toàn online, thay bằng những buổi mở bán ở khách sạn trước đây với vài trăm khách hàng trên một sự kiện,
thì một buổi bán hàng online họ có thể thu hút được vài chục ngàn lượt xem và hàng trăm booking online. Nói thuận lợi là như vậy, nhưng nó không phải là đối với tất cả mọi người. Nếu bạn là nhà đầu tư, bạn cần có kiến thức và có những nguồn thông tin tin cậy. Nếu bạn là sale, bạn cần kiên trì và nhanh chóng học hỏi những kỹ năng mới, đặc biệt là biết cách sử dụng các công cụ online. Và dù bạn là ai, thì việc giữ một tinh thần và thể trạng tốt vẫn luôn là vũ khí hạng nặng để đưa bạn dẫn đầu. Đừng để sự ủ dột xâm lấn ý chí của bạn trong thời điểm hiện nay.